Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi đến với sân vận động Rizal Memorial tại thủ đô Manila của Philippines. Và như vậy là sau 10 năm thì UHC xuống. Hùng Dũng sẽ là người thực hiện những quả đá phạt góc bên cánh trái cho các cầu thủ áo trắng ở trận đấu này. Osvaldo là người đang theo rất sát với Đức Chiến. Chúng ta cũng có thể hiểu được là tính chất rất quan trọng với trận chung kết. Chính vì thế trọng tài người Ả Rập Saudi anh Shamrani đang rất khắc khe với những tình huống va chạm của cầu thủ hai đội. Hùng Dũng, pha đá bóng của Nadio. Hoàng Đức rất mềm mại. Thêm một đường truyền của Hoàng Đức. Phong Duyên đã đâu? Tiến Linh vẫn còn, không được. Hùng Dũng vừa rồi đã có phần hơi đúng tài. Asdawi phía ra. Các cầu thủ U2 Indonesia vẫn đang loay hoay tìm đường vào khung thành của thủ môn Văn Toản. Asnawi. Đây là Witan. Trước mặt Witan là Văn Hậu. Chắc chắn là không thể vượt qua được số 5 và xử lý rất đỉnh đạt của Hoàng Đức. Nhưng rất khó để lấy được bóng trong chân của số 14. Witan. Đây là Osvaldo. Trước sự chăm sóc rất kỹ lưỡng của các hậu vệ bên phía U2 Việt Nam thì cũng đang buộc số 20 là Osvaldo Hay phải di chuyển rộng ra để tìm kiếm bóng. Asnawi. Andy. Zulfi Andy. Andy Setio. Siarian. Đường truyền quá sâu của số 17 bên phía U2 Indonesia trọng nhất của trận chung kết. Khi đó thì những miếng đánh tấn công của U2 Việt Nam mới được tung ra. Đây là Tiến Linh. Một quả ném biên cho các cầu thủ U2 Việt Nam. Hùng Dũng. Tình huống áp sát là của Siarian. Tấn tay. Rất hay. Hùng Dũng. Tiến Linh. Hoàng Đức, cú sút. Khoảng cách mà Hoàng Đức vừa dứt điểm cũng rất giống với vị trí mà anh đã ghi được bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 vào lưới của U2 Indonesia ở vòng bảng. Chỉ khác một chút đó là ở pha dứt điểm vừa qua, Hoàng Đức phải dứt điểm cận chân và không có nhiều khoảng trống để bắt đà và quan sát như ở vòng bảng vừa qua. Tấn tài. Đức Chinh. Đức Chinh. Khoảng trống rất lớn ngay trước mặt Đức Chinh. Chúng ta cùng xem đó là một quả đá phạt hay sẽ là một tình huống phạt góc dành cho U2 Việt Nam. Nhưng với phản ứng vừa qua của số 14 Asnawi thì có vẻ như sẽ có một tình huống đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ của Luân Phiên Park Hang-seo. Rõ ràng đó là một tình huống phạm lỗi của Asnawi. Sẽ là một quả đá phạt. Quyết định chính xác từ trọng tài anh Shamrani. Và bây giờ thì lo lắng sẽ đến cho khung thành của thủ môn Nadio. Hùng Dũng là người đang đứng trước quả đá phạt cho U2 Việt Nam. Đây rất có thể sẽ là những khoảnh khắc và những tình huống mang lại sự khác biệt ở một trận chung kết.
Lại thêm một tình huống mà trọng tài anh Samrani phải nhắc nhở đối với các cầu thủ của U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Hùng Dũng trả bóng vào. Đó đó! Đó là tiến lên. Góc quay vừa rồi đã cho chúng ta thấy được gương mặt của Tiến Linh, nhưng có lẽ đó là Văn Hậu. Văn Hậu là người đã mở tỷ số cho U22 Việt Nam ở trận chung kết ngày hôm nay. Đúng là những tình huống cố định đang mang lại sự khác biệt rất lớn cho U22 Việt Nam tại kỳ SEA Games 30. Rất chính xác khi mà có đến hai chiếc áo trắng đã bật nhảy rất thoải mái ở tình huống không chiến vừa qua. Đó là Văn Hậu. Văn Hậu là người đã chạm bóng cuối cùng và đánh đầu tung lưới của thủ môn Nadio. Đó là bản lĩnh của các cầu thủ U22 Việt Nam. Đã... vẫn là Đức Chiến là người đã lấy bóng kịp thời. Hồ Tấn Tài, Tiến Linh, Hùng Dũng, bộ đôi Tiến Linh và Đức Chiến đang luân phiên nhau có những pha giật cánh để lôi kéo đối phương. Giờ đây thì với mỗi tình huống cố định, đó là cơ hội để cho chúng ta kỳ vọng sẽ có thêm những bàn thắng cho U22 Việt Nam. Văn Hậu và Thành Trung cũng đã lên tham gia tấn công, và kể cả Đức Chiến. Vẫn là Hùng Dũng, đưa cho anh đến đâu. Tình huống bật cao là của Thành Trung. Bóng trở về chân của Indonesia. Đó là pha cắt bóng rất kịp thời của Hồ Tấn Tài. Indonesia vẫn chưa tìm ra giải pháp để có những pha tấn công tốt bên phần sân của Việt Nam. Đó là tình huống phá bóng rất mạnh của Tấn Sinh. Hiện tại cho đến thời điểm này thì sự thay đổi người đáng chú ý đầu hiệp 2 của U22 Indonesia, đó là số 10 Egi Maulana vào sân, vẫn chưa thể phát huy được tác dụng. Trên hàng công hiện tại của U22 Indonesia đang là bộ đôi Osvaldo và Egi. Cả hai đã có 12 bàn thắng cho U22 Indonesia tại kỳ SEA Games này. 8 bàn của Osvaldo và 4 bàn của Egi. Sani Rizky rất khó khăn và vẫn chưa thể vượt qua được Văn Hậu. Đây là Văn Hậu, cơ hội phản công cho U22 Việt Nam. Tiến Linh, Hoàng Đức. Đây là Đức Chinh. Và cắt bóng của Đức Chiến. Rất hay, Hoàng Đức, Đức Chiến. Đức Chinh. Trước đó thì lẽ ra U22 Việt Nam phải được hưởng một quả đá phạt với tình huống bị đẩy từ phía sau của Hoàng Đức. Quả tạt là của Đức Chiến. Tiến Linh, cú sút vào. Đó là đội trưởng Đỗ Hùng Dũng. Một tình huống sửa lòng rất hiểm móc của Hùng Dũng về góc xa khung thành của Nadeo. Cách biệt hiện tại đã là 2 bàn cho U22 Việt Nam. Một pha triển khai tấn công rất chậm rãi nhưng mang hiệu quả cao nhất cho đội bóng huấn luyện viên Park Hang-seo. Pha nhả bóng rất vừa tầm của Tiến Linh. Và Hùng Dũng đã có một pha sửa lòng không thể ngăn cản. Bàn thắng thứ hai của Hùng Dũng tại SEA Games 30 lần này. Và nó đến ở thời điểm rất quan trọng. Bàn thắng nhân tỷ số lên 2-0 của Hùng Dũng có thể sẽ đánh gục ý chí của các cầu thủ U22 Indonesia. Một thời khắc rất quan trọng và vai trò đội trưởng
Phải nói có công rất lớn của Đức Chiến. Tiền vệ đóng vai trò đánh chặn của U22 Việt Nam ở trận đấu này đã có một tình huống đột phá bên hành lang cánh phải và có pha đưa bóng vào rất vô tầm cho Tiến Linh. Đứng trước quả đá phạt cho U22 Indonesia đó là số 15 Sadin. Sẽ là một quả phát bóng lên dành cho Văn Toản. Cầu thủ đang bị đầu đó là Thành Trung. Người đã chạm bóng cuối cùng là số 10 Egi Maulana. Một pha chạm bóng bằng đầu trong tư thế. Tại kỳ SEA Games 30 lần này thì tiền đạo áo số 9 Mohamed Rafli mới là tiền đạo số 1 của U22 Indonesia. Anh là người đã được xếp đá chính trong trận đấu ra quân của họ gặp U22 Thái Lan. Nhưng với phong độ rất ổn định và thường xuyên nổ súng của mình thì số 20 Osvaldo Hay đã chiếm suất đá chính. Đây là Hoàng Đức. Phút thứ 65 trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30. Tỷ số đang là 2-0 nghiêng về cho U22 Việt Nam. Không kịp pha thoát xuống của đội trưởng Hùng Dũng. Lại một lần nữa Hùng Dũng đã cho thấy là những lựa chọn của đội viên Park Hang-seo cho kỳ SEA Games lần này là vô cùng đúng đắn. Hùng Dũng và Trọng Hoàng, hai cái tên trên 22 tuổi được bổ sung. Và lấy bóng của Đức Chinh, bây giờ là Hùng Dũng. Tấn tay. Rồi có vẻ như là một quyết định có phần không thực sự công bằng của trọng tài anh Shamrani đối với Tấn Tài. Đã có một tác động từ phía sau của Rafli. Siarian, Sadin, bóng về chân của Tiến Linh không được. Là một cấu trúc đội hình rất chặt chẽ đến từ các cầu thủ áo trắng U22 Việt Nam. Và một lần nữa Văn Hậu đang cho thấy được vai trò hết sức quan trọng và anh cũng đang chơi rất hay trong trận chung kết ngày hôm nay. Một quả phạt góc bên cánh phải cho U22 Indonesia. Sẽ là số 15 Sadin. Osvaldo. Sadin. Osvaldo. Không có gì khó khăn cho Thành Trung. Và phối hợp không thành công giữa Junfi Andy và Fieza. Rafli. Không có gì khó khăn cho Văn Toản ở pha bóng vượt qua. Osvaldo Hay, chân sút số 20 của U22 Indonesia đã ghi bàn vào tất cả các đội bóng tại kỳ SEA Games lần này ngoại trừ U22 Việt Nam. Số 20 của U22 Indonesia đã hoàn toàn mất hút trên hàng tấn công của họ trong phần lớn thời gian vừa qua của trận đấu. Tiến Linh. Một pha xử lý rất tinh tế của Tiến Linh đã buộc Fieza phải phạm lỗi với mình.
Sự lựa chọn Tiến Linh cho hàng tấn công của ông hai Việt Nam tại kỳ SEA Games 30 cũng là một trong những quyết định mang tính chất then chốt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và trước đó, những huấn luyện viên người Hàn Quốc đã dành cho Tiến Linh những trận đấu, những phút thi đấu trong áo của đội tuyển quốc gia. Và đá phạt của Hoài Đức. Rồi, không bao, 3-0 rồi, 30 chương vàng lịch sử ở đấu trường SEA Games. Và đá phạt rất khó chịu của Hoàng Đức. Thủ môn Nadio đã tư thế rất bị động ở pha cản phá vừa qua. Văn Hậu đã có mặt rất kịp thời ở góc xa khung thành và đã chuyển hóa cơ hội rất tốt này thành bàn thắng thứ hai cho mình trong trận đấu và là bàn thắng thứ ba trong trận chung kết dành cho U22 Việt Nam. Một trận đấu cầu thủ phải nói là toàn diện của Đoàn Văn Hậu. Cho đến thời điểm này thì vẫn chưa có bất kỳ một cầu thủ U22 Indonesia nào có thể vượt qua được Văn Hậu trong những tình huống một đối một. Và màn trình diễn của Văn Hậu lại còn được tô điểm thêm với một cú đúp bàn thắng. Cầu thủ đang bị đầu đó là Fiza. Đó là một tình thế vào bóng hết sức bị động của Fiza. Trận đấu vẫn đang được tiếp diễn. Đây đã là phút thứ 75 và U22 Việt Nam đang tiến rất gần đến với tấm huy chương vàng SEA Games 30. Bây giờ đã có thể khẳng định môn bóng đá của Việt Nam tại kỳ SEA Games 30 đang ngày càng trở nên hoàn thiện hơn cho bộ sưu tập của mình. Phải nói rằng ở lần thứ hai chạm trán nhau tại SEA Games 30 thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã chuẩn bị cho các cầu thủ U22 Việt Nam những phương án hết sức kỹ lưỡng và tất cả những phương án đó đều đã phát huy hiệu quả tối đa ở màn so tài này. Đường chạy bóng là của Đức Chiến. Bây giờ sẽ tiếp tục là một quả ném biên cho U22 Việt Nam. Có lẽ tinh thần của các học trò huấn luyện viên Indra Siafri đã ở mức thấp nhất. Hải Quỷ, Trọng Hoàng. Tài xác định là không có lỗi của Osvaldo. Vẫn là những pha bóng rất lăn xả của số 8 bên phía U22 Việt Nam. Là với pha vào bóng vừa rồi của Osvaldo, chúng ta thấy một hình ảnh khá đáng tiếc vì huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài người Ả Rập Saudi Al Shamrani. Cần phải nói rằng kể từ đầu trận đấu đến thời điểm này thì trọng tài người Ả Rập Saudi đã có những quyết định có phần gây bất lợi cho các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Và với một vị chiến lược gia cá tính thì huấn luyện viên người Hàn Quốc chắc chắn sẽ không muốn bỏ qua những quyết định đó. Rõ ràng là những quyết định huấn luyện viên của trọng tài Al Shamrani đã khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo đã đi đến giới hạn về cảm xúc của mình. Bây giờ thì với chiếc thẻ đỏ trực tiếp thì huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo sẽ không thể trực tiếp chỉ đạo các học trò của mình. Nhưng chúng ta vẫn hãy tin tưởng rằng tất cả những phương án mà ông đã chuẩn bị cho các học trò trước thêm trận chung kết này vẫn luôn
Và các cầu thủ U22 Việt Nam gần như đã cầm chắc tấm huy chương vàng một bóng đá nam kỳ SEA Games 30 năm 2019 này trong tay. Một giải đấu, một kỳ đại hội rất trọn vẹn cho một bóng đá cả nam và nữ. Văn Hậu, một trận đấu rất xuất sắc của Văn Hậu với một cú đúp bàn thắng, và cùng với đó là lưới chơi phòng ngự rất chắc chắn. Osvaldo, và đột phá của Osvaldo. Sadin, đây là Hoàng Đức, vẫn là những pha xử lý rất mượt mà từ Hoàng Đức. Thái Quý, vẫn là các cầu thủ của Indonesia. Cú sút không vào, đó là cú sút đi quá cao so với khung thành. Và dứt điểm là cú sút 17 Siarian. Đó có thể xem là cơ hội rất tốt, nhưng Siarian có vẻ như cũng không còn giữ được sự chính xác của mình ở những phút cuối này. Huy chương vàng bóng đá SEA Games đầu tiên.